hôm nay các chị mua là cũng đã trễ hết một bước rồi đó. Hôm nay em để size rồi đó, gần lẽ size luôn. Trong 4 size nha thì size M em chỉ còn cho mình chắc khoảng là trên đầu ngón tay chưa được 10 cái. Nếu các chị yêu nào thấy được bài like của em thì mình nhanh chóng đặt hàng luôn. Đối với những cái mẫu đầm mà đẹp nè, sang trọng như thế này mà số lượng lại ít nữa thì chị nào mà chậm tay thì có thể là không sở hữu được đâu nha. Và hàng em chỉ về đúng một đợt thôi. 1477 là sơ mi của em, cái dáng đầm cái chị coi dài thước tha chưa, sang trọng lịch sự hai cả nhà. Thật sự là em này không chê được vào đâu luôn, từ cái chất tới cái form đầm luôn cả nhà xem. Ở đây em bận mình thấy sao đó, form đã dài thước tha cho mình như thế này. Em cao 1m60, em bận bộ đầm này là nó đã gần tới gót chân của em rồi. Những chị nào có chiều cao khiêm tốn thì mình yên tâm là diện em này vô, mang thêm một đeo cao gót vô cho em nữa nha. Ăn gian dáng người nhìn cao ráo hơn, gọn dáng thanh mảnh hơn. Các chị mình yên tâm nè, cái em này ha, nhìn thấy đẹp đúng không? Bận vô lại sang mà tự tin che mọi khuyết điểm cho các chị luôn. Chị nào có bụng dưới nè, yên tâm là vẫn cái này giấu bụng hai tay. Đây, giấu bụng hai tay cho các chị mình. Chân không thẳng hay là không được thon, các chị mình thoải mái chị cho em luôn nha. Đó, vô form chị thấy đẹp thôi đúng không ạ? Họa tiết nhỏ nhìn rất là sang. Bao nhiêu lâu rồi các chị chờ em về đầm beo đúng không? Đây, ngày hôm nay đã có sẵn. Và thật sự luôn là không uổng công các chị chờ đợi. Cái chuyến này, cái chuyến đầm beo này các chị thấy em đang bận nè, có chê được chỗ nào không, có trừ điểm được chỗ nào đâu. Vải đẹp, form đẹp, chất cũng đẹp luôn. Chúc chị Kim Anh 1477 đồng của em ạ. Dạ 53 kênh mình có đề bận size lời với em chị yêu nha. Em có 4 size, hàng có sẵn rồi. Size số bên em các chị mình yên tâm là sẽ được nhân viên nhà em tư vấn cho mình kỹ hơn sau nha. Còn bây giờ trước tiên các chị cứ đặt hàng cho em trước đi, tại vì hàng vẫn còn tương đối á, đa số là size lớn. Nếu mà các chị yêu mình size khoảng tầm 85 ha, LL của mình nha, eo mình tự tầm 85 nè, 86 nè, 88 độ về thì cứ đặt hàng ở bên dưới cho em là có cái size vừa đẹp luôn. Các chị xem thử cái form dáng đầm nha. Đây, thường người ta may cái thùng xè cho mình, cái chân váy á, mấy chị nhỏ nhỏ về thôi. Mình thấy cái chân váy nhà em không? May xè rất là rộng, không ngại tốn vải, miễn sao lên form đầm cho các chị thật sự là đẹp luôn. Đó, các chị yên tâm mua hàng nhà em 100% được kiểm tra hàng. Các chị nào khách mới em hỗ trợ chị kiểm tra nha. Lần đầu tiên mua các chị cứ mở ra coi thoải mái. Đúng như em quảng cáo thì em mới lấy tiền. Đây em có cái chân ở đây nữa nè, giống nhau không? Giao tới nơi cũng vậy luôn, các chị khỏi phải lo về chất lượng nha. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nè. Và trước khi mà em giao em còn tư vấn nữa. Mình đặt hàng xong bên em sẽ gọi tới và chọn size cho các chị luôn. Rồi yên tâm nha, vừa đẹp mới chốt đơn, giao hàng tới nơi ưng ý em mới lấy tiền. 349.000 đồng chốt chị Khánh Ngọc luôn ạ. 1477 cộng số điện thoại cho em ha. Lưu ý giúp em là cái em váy này đã có tặng kèm dây eo nha. Dây eo sẽ may sẵn vô trong đầm luôn. Cái chiêu bận vô nè, hơi rộng cứ thắt cái dây này vô cho em, khỏi cần đi chỉnh sửa vóc đầm gì hết trơn á. Cỡ nào vô cũng vừa cho em, miễn là eo 88 độ về. Chị đương cao lấy 1477 đồng em đơn bận luôn. Chúc chị Mỹ Hiền 1477. Ok chị Khánh Ngọc có đơn cho chị đầm beo như em gái chưa có mã số nha chị Tuyết Nga ơi. Đặt giúp em là mã hàng kèm số điện thoại. Em này là 1477 cả nhà nha. Phần eo các chị yên tâm, em trong em có cái sợi dây thắt eo em may hai bên nè. Các chị thắt phía trước hoặc phía sau gì cũng được hết á. Đó, mình thắt nó vô nè là tự khắc mình có cái phần eo trong nhỏ gọn lại liền ha. Thắt vô là có eo nhỏ gọn. Mình thấy form em bận không? Em bận ở đây làm sao là em giao tới là nó y chang như vậy luôn á, khỏi lo luôn ha. Giờ mình có thể chụp ảnh màn hình lại một cái nè, hoặc là em gửi hình cho mình coi. Những cái mẫu này em cũng đều đã chụp hình hết rồi. Đó, mình lưu cái hình đó lại. Hôm sau hàng như em giao tới nơi ha, các chị mở ra coi đúng như em vậy cáo để mình nhận hàng, ship hàng đến tận nhà luôn chị yêu ơi. Mình chỉ việc đặt online. Váy này tại cửa hàng em đang bán đang giảm giá nha, đang giảm tại shop em là 550.000 đồng, đang sale tại shop là 550.000 đồng. Thay vào đó các chị ở line này mình đặt hàng bao nhiêu ạ? 349, có phải rẻ hơn không? 349.000 đồng, khóa kéo nằm sau, may kèm hai cái túi hai bên cho các chị mình ha. Trời ơi, em này phải nói chứ đi tiệc nè, đi chơi nè, đi cà phê, đi du lịch các chị mặc cũng đẹp xuất sắc, và thậm chí đi làm cũng được luôn. Nó có cái sự kín đáo lịch sự cho mình. Màu sắc thì nhẹ nhàng nhã nhặn ha. Hoa văn đơn giản cho các chị mình thôi, nhỏ nhỏ đơn giản thôi, nhưng mà không kém phần sang trọng. Các chị có phải là công nhận với em là họa tiết beo rất là sang không? Và cực kỳ hiếm nha. Các chị yêu mà theo dõi shop em bao nhiêu lâu nay là biết, đâu phải lúc nào cũng về beo được cho các chị đâu. Em lựa vải phải hàng đẹp cơ. Lâu lâu các chị thấy hả, về được một cái đầm beo trời ơi lần trước bà beo rồi, sơ mi dáng ngắn rồi, cổ đắp chéo rồi, cổ vuông rồi. Cái chuyến này về cái đòn beo dáng dài maxi cho mình luôn. Ai có vóc dáng mình ví dụ hơi tròn thì các chị càng nên chọn cái họa tiết này của em. Mình bận vô nè, nó tạo cho mình được cái vóc dáng thon gọn hơn rất là nhiều. Cái họa tiết nhỏ này các chị nhìn vậy thôi chứ nó hay lắm luôn á. Bận vô nhìn nhỏ gọn dáng người nè. Đó, mẫu mặt lifestyle do vậy chị Mỹ Hiền mình yên tâm đặt thử nha. Có cổ sơ mi tay lỡ nè, rồi form dáng đầm xè nhẹ nhàng luôn. Em đang thắt cái dây nơ phía sau lưng đó lại nha. Nếu các chị yêu thích mình có thể thắt phía trước cũng được cho em, tùy theo ý thích của mình ha. Yên tâm là ai bận vô cũng vừa cho em hết nha. Cứ khỏi phải lo luôn, hỏi em là em ơi chị bận cái này, eo chị vừa không các kiểu. Mình yên tâm là mình cứ đặt hàng cho em trước một chút xíu rồi bên em gọi tới chọn size cho mình luôn. Được tư vấn size trước khi giao hàng nè. Chị Thương Phạm lấy 1477 đồng của em, một màu duy nhất thôi. Chuyến này em chỉ về được đúng một cái đồng sơ mi dáng dài và cái họa tiết là da beo. Thành ra chị nào mà đã ưng cái đồng này rồi thì em khuyên các chị nên tranh thủ mình đặt sớm. Ngày hôm nay coi live có hàng nhưng chưa chắc ngày mai quay lại đặt nó đã còn size của mình đâu. Lỡ như em hết sale giá này rồi nó về lại 550, hoặc là các chị mua trễ quá nó không còn size vừa của mình thì cũng rất là tiếc, em đâu có may thêm đâu. Mỗi một đợt hàng lại là kiểu dáng khác nhau. Lần này em về da beo nhưng chưa chắc lần sau đã có. 1477 kèm số điện thoại nha. Bỏ lỡ cái chuyến hàng này thì thật sự em thấy tiếc thay cho các chị mình luôn, nó quá đẹp các chị ơi. Làm sao bỏ lỡ được cái em sơ mi sang xịn như thế này ạ? 1477 cộng số điện thoại cho em nha. Mới nhận đồng bên em rất ưng, em cảm ơn chị Ngọc Phương luôn ạ. Thật sự luôn á, không phải là em tự khen đồng nhà em đâu, nhưng mà rất là nhiều khách em đã nhận hàng và chưa có một chị nào là phải nói là chê cái sản phẩm này luôn á. Không chê được cái gì. Giờ cho cái chị tìm cái chỗ chê mình cũng không biết chê vào đâu. Thứ nhất là cái chất form nè, cái chất vải nè, các chị thấy không? Đã có cái độ mềm ha, vải rất là mát. Em này là chất liệu cách Thái nhà em. 55 kênh mình mặc vừa chị yêu ơi, 67 kênh cũng có thể vừa nha chị Ngọc Phương ha. Eo 88 độ lại cho em là được, miễn sao eo với 88 cứ đặt cho em. Đó, lên form chuẩn như mẫu mặt luôn, bảo đảm các chị bận vô là gọn liền. Dáng dài nè, đây ăn gian được dáng người cho mình, nhìn cao ráo hơn, thon gọn hơn. Giá tiền hôm nay chỉ có 349.000 đồng. Và em không phân biệt là khách mới có được sale hay là khách cũ được sale đâu. Tất cả những chị nào mua trong bài live này của em, mình đặt đúng mã hàng rồi, chia sẻ rồi thì có số điện thoại là có đơn nha. Những chị nào chưa có số là bên em chưa chốt được đâu, tại bên em gọi điện thoại tư vấn size cho mình. Rồi chốt cho chị Ngọc My, mã đồng của em đang bận luôn. 1477 kèm số điện thoại. Em con hết 6 chị em ơi, nghe form dài gần tới cổ chân, sai không? Em bận em đứng đây thật sự là khách khen em cũng rất là thích luôn á. Mấy chị khách hay khen em, bận em bận cái đồng này đẹp là em cũng muốn mua nữa cả nhà. Và em bảo đảm cái chị bận vô là người khác nhìn vô cũng sẽ khen mày bận đẹp như vậy luôn. Cái form đầm là nó đẹp tới 70%, cái chị bận vô nó đẹp sẵn rồi ha. Kết hợp thêm phụ kiện cho em nè, giày dép túi xách thôi cho em nữa là xuất sắc liền, chỉ có 349 nè. Giá sale này là em đang giảm lấy tương tác. Em lấy cái lượt tương tác của các chị mình đối với Facebook của shop em thôi. Chứ thật sự mà nói thì cả một cái đầm dài như vậy, cái chị mua hoặc là đi may cũng không thể nào có cái giá này được đúng không? Rồi cái chân váy dài như vậy, các chị mua ngoài thị trường nó cũng rơi vào tầm 300-400 rồi. Áo sơ mi cũng đã 300-400 ngàn là ngắn ngắn cỡ này thôi. Còn đây em bận nguyên cái đầm sơ mi dài hàng Cát Thái cao cấp mà chỉ có 349.000 đồng full cái đầm em bận luôn. Thì các chị nghĩ sao? Mình tranh thủ mình đặt sớm nha. Ai mua trễ không còn giá sale và cũng không còn hàng cho mình. Em nhắc lại là size M chỉ còn trên dưới 10 cái. Chị nào size M càng phải nhanh tay cho em hơn. Mua trễ không còn hàng nha, em không may thêm nữa. Hàng hiếm nha các chị. Em về mẫu này thật sự phải nói là cái số lượng và là nhỏ giọt luôn, rất là ít ạ. Chị nào mua trễ không còn hàng rất ổn luôn. 349.000 đồng, không đẹp em không lấy tiền các chị mình. Siêu phẩm nhà em, best seller nhà em thì không thể nào mà các chị phải từ chối được đâu. Chỉ có 349.000 đồng thôi. Chia sẻ trên like của em nha. 550 sale còn 349. 1477 kèm số điện thoại. Dán dài cho mình, may kèm hai túi hai bên. Đẹp ha. Có chi cột eo khỏi cần đi chỉnh sửa bóc đầm về hết nha. Chị nào cũng bận vô vừa cho em hết trơn á. Ai bận rộn cứ cột cái gel này vô cho em là xong, thoải mái luôn. 1477 cộng số điện thoại. Chốt đơn trên like còn 349. Nhanh tay lên đơn em còn rất là ít nha cả nhà.